Ui, chị chợt nhận ra là chị không cả đặt tên cho cái phần phát trực tiếp ngày hôm nay luôn đúng không? Các em, có phải là chị Hiên không cả đặt tên cho phần phát trực tiếp ngày hôm nay đúng không? Ô là trời, chị Hiên lác thật rồi mà. Bởi vì là sau mấy hôm á, phát trực tiếp trong khóa 10 ngày á, toàn đến 2 giờ sáng á, nên thành ra bây giờ là hơi lác một chút xíu rồi các em ạ. Đấy, nên là không cả đặt tên cho cái phần phát trực tiếp này luôn á các em ạ. Các bạn ơi, các bạn đã có mặt ở trong phần phát trực tiếp ngày hôm nay cùng với chị chưa ạ? Ngày hôm nay xin được khoác lên trên bản thân mình một cái gọi là như thế nào nhở? Gọi là một cái âm điệu nhẹ nhàng tình cảm thôi. Bởi vì về cơ bản thì chị sẽ trao đổi cùng với các bạn, chị cùng đi qua với chúng mình một cái bài văn tham khảo. Và đây sẽ là một cái bài văn tham khảo về hình tượng dòng sông Đà trong tùy bút Người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân. Thế nên nếu như chúng mình đã có mặt ở trong phần phát trực tiếp này rồi thì có thể gửi lời chào tới chị Hiên nhá, được không nào? Các bạn ơi, tại vì sao mà chị Hiên lại quên luôn cả cái việc đặt tiêu đề nhà chúng mình nhở? À rồi, cùng đợi mọi người vào một chút xíu nha. Bây giờ đã là khá là khuya rồi, các em vẫn học à? Các bạn vẫn học ư? Các bạn vẫn học ư? À, chúng mình ơi, có vẻ rất là chăm chỉ nhở? Các bạn chăm chỉ lắm. Chị thấy là các bạn rất là chăm chỉ ở giai đoạn này luôn. Có nhiều bạn ý học khuya cực luôn đấy. Nhưng mà dù như thế nào thì các bạn cũng sẽ phải chú ý đến sức khỏe của mình giúp cho chị nhá. Bởi vì là nếu như mà không có sức khỏe thì chúng mình đâu có làm được điều gì đâu, đúng không? Ok, vậy là ở đây chị đã nhìn thấy khá là đông các bạn đã tham gia trong cái phần phát trực tiếp ngày hôm nay rồi. Và bây giờ thì chị em mình sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu về một cái bài văn tham khảo trong cái tùy bút Người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân chúng mình nhá. Đây là một cái bài viết mà cũng đã từng, chị cũng đã từng hướng dẫn các bạn ở trên fanpage Học Văn Chị Hiên rồi. Nhưng mà ngày hôm đấy là hướng dẫn làm từng phần như thế này như thế này. Còn ngày hôm nay với một cái mục đích, đó là trong cái âm điệu du dương của cái bản nhạc không lời này, thì chị mong rằng là các bạn có thể cảm nhận được về cái bài văn tham khảo mà chị muốn trao đổi cùng với chúng mình nhá. Chị không biết là ở thời điểm hiện tại thì các bạn đang quan tâm tới cái phân đoạn nào trong Người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân thế ạ? Các em đang quan tâm tới phân đoạn nào trong Người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân thế? Các em đang quan tâm tới đoạn nào ạ? Sông Đà hung bạo hay là sông Đà trữ tình hả các em? Sông Đà hung bạo hay là sông Đà trữ tình ạ? À, đây là một cái thiên tùy bút giúp cho chúng ta khám phá được về vẻ đẹp của con sông Đà. Và chúng ta đều biết rằng là nếu như nói về vẻ đẹp của con sông Đà ấy, thì chúng mình sẽ đề cập tới hai cái vẻ đẹp chính. Một là cái vẻ đẹp hùng vĩ hung bạo, đúng không ạ? Một là vẻ đẹp hùng vĩ hung bạo. Và thứ hai, đó là một cái vẻ đẹp thơ mộng trữ tình. Vậy thì chị không biết là các bạn đang quan tâm tới vẻ đẹp nào của dòng sông Đà trong Người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân thế? Các em đang quan tâm tới hình tượng nào ạ? À, xin chào các bạn nhé. Bây giờ thì có thể giúp chị Hiên là bình luận cái phần mà các bạn quan tâm vào đây được không? Bởi vì về cơ bản là chị muốn là đã ôn tập là phải đáp ứng cái nhu cầu của các bạn. Để xem là các bạn đang quan tâm tới cái đề bài nào thì chúng mình sẽ cùng với nhau lắng nghe lại một lần nữa về một cái bài văn tham khảo liên quan tới cái phần phân đoạn mà chúng mình đang quan tâm nhá. Có thể thấy là nếu như khái quát về hình tượng dòng sông Đà trên hai cái phương diện vẻ đẹp đối lập, một là hùng vĩ hung bạo và hai là thơ mộng trữ tình, thì các bạn sẽ thấy là chúng mình sẽ có ở đây hùng vĩ hung bạo thì sẽ được thể hiện qua thứ nhất, đó là đá bờ sông này, đúng không? Hình ảnh thứ hai đó chính là mặt gành hát lóng này,
mặt gành hát lóng. Ok chưa ạ? Số 3 đó là quãng Tà Mường Vát. Được không ạ? Với những cái hút nước. Đúng chưa? Thứ tư chúng mình có đó là thác nước. Thác nước. Và thứ năm đó chính là thạch trận. Đúng không nào? Các em ơi, các bạn có nhớ không? À, năm cái ý mà chúng mình cần phải nhớ giúp cho chị Hiên khi mà chúng ta nói về vẻ đẹp hung bạo của con sông Đà nhá. Nhất trí không ạ? Các bạn ơi, khóa học 10 ngày của chị thì đã học đến buổi thứ tư rồi. Nếu mà bây giờ các bạn vẫn muốn là tham gia thì chúng mình vẫn có thể đăng ký. Nhưng mà đương nhiên là cái việc mà các bạn cần phải làm đó là các bạn phải chủ động học lại 4 buổi trước. Bởi vì về cơ bản thì chúng mình vẫn sẽ còn một cái hành trình 8 buổi ở phía trước nữa cơ. Nên nếu như bạn nào bây giờ mới biết đến khóa học này thì có thể chủ động đăng ký nha. Cũng hơi thương các em một xíu bởi vì biết đến khóa học tổng ôn này muộn quá. Nên là các bạn có thể chủ động nhắn tin về luôn để đăng ký. Chúng mình có thể học lại 4 cái buổi vừa rồi và bắt đầu từ buổi tối ngày mai lại tiếp tục tham gia cùng với chị Hiên trong cái phần tổng ôn để có thể ôn lại toàn bộ kiến thức trước khi mà chúng mình đến với cái kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia nha. Các bạn 2K4 ơi, được không nào? Ok chưa ạ? Chị vẫn sẽ dành cái khoảng thời gian này để trọng tâm ôn tập cho các bạn 2K4 cái đã. Bởi vì về cơ bản ý, là vẫn mong rằng là với những cái phần ôn tập như vậy thì các bạn sẽ đạt được cái kết quả tốt nhất trong cái quá trình học của mình cũng như là thi Trung học Phổ thông Quốc gia của chúng mình mà. Thế thì ở đây chị thấy có rất là nhiều những cái yêu cầu của các bạn đưa ra. Nhưng mà ngày hôm nay trong một cái âm, trong một cái điệu nhạc du dương và trầm lắng thế này, chị xin phép là sẽ được gửi tới các bạn một cái đoạn văn, một cái bài văn tham khảo về một cái phần trích đoạn. Và trích đoạn ấy là trích đoạn nói về vẻ đẹp thơ mộng trữ tình của con sông Đà chúng mình nhá. Và cụ thể chúng ta có một cái phần trích đoạn cụ thể như sau. Được không ạ? À, nhắn với chị hay với hai ạ? Hằng ơi, đang ở trong khóa học 10 ngày rồi thì phải nhường lại vé cho các bạn khác chứ hả? Lại còn nhắn cho chị hay nhắn cho ai nữa? Lại chuẩn bị tấu hài rồi đấy à? Hả? Rồi, mình có một cái phần trích đoạn như thế này. Đây là một cái trích đoạn nói về vẻ đẹp, thơ mộng, trữ tình của con sông Đà. Trên góc độ mà Nguyễn Tuân đã ngồi từ trên tàu bay và ngắm nhìn con sông này, chúng ta thấy được vẻ đẹp của con sông này ở đây cụ thể. Đó là vẻ đẹp của con sông với gì ạ? À, chúng ta có vẻ đẹp của con sông này với hình ảnh của áng tóc trữ tình. Và thứ hai là sắc nước của sông Đà thay đổi qua các mùa. Chúng ta sẽ cùng với nhau đến với một cái bài văn tham khảo để tìm hiểu về cái đề bài này nhé. Chúng mình có một cái phần trích đoạn đó chính là: tôi có bay tạt ngang qua sông Đà mấy lần cho đến bọn Tây, cái tên Tây lếu láo lếu, rồi cứ thế mà viết vào bản đồ lai chữ. Mời các bạn cùng lắng nghe bài văn tham khảo với chị Hiên nha. À, em nghe ở đây không quen à? Thôi được rồi, cho chị hiền lành một tí đi các em, được không? Cho chị Hiên hiền lành, mềm mại, dịu dàng một tí đi. Bởi vì về cơ bản là bây giờ đang nói về sông Đà. Một con sông Đà hiền hòa mà. Một con sông Đà thơ mộng trữ tình mà. Nên là cho phép chị, giọng của chị Hiên cũng hiền hòa một tí đi. Chưa gì mấy đứa này đã vạch mặt chị rồi. Chưa gì đã bảo là khác giọng ở trong lớp học các thứ rồi. Rồi ok, xin mời. Chúng mình sẽ cùng với nhau lắng nghe phần bài viết này với chị Hiên nhé. Cụ thể như sau ạ, như thế này: không biết từ bao giờ, hình ảnh những dòng sông đã đi vào trong các tác phẩm văn học như mạch nguồn để vang lên biết bao cảm xúc của người nghệ sĩ. Những dòng sông hiền hòa, thơ mộng hay hùng vĩ, mênh mang chất chiêu phù sa nuôi bến bờ xứ sở. Những dòng sông tắm mát vỗ về an ủi, nâng đỡ tâm hồn bằng cái bao dung, mở lòng ngọt ngào của nước. Và rồi, sông nuôi nấng tâm hồn văn nghệ sĩ,
xông rào những bản tình ca êm đềm, những khúc nhạc mạnh mẽ kiêu hùng. Biết ơn những dòng sông để từ đó Trương Hán Siêu viết Bạch Đằng Giang Phú, để Văn Cao làm Trường Ca Sông Lô, để Nguyễn Huy Thiệp tha thiết chảy đi sông ơi, và để Nguyễn Tuân không quản khó nhọc đến với mảnh đất Tây Bắc, quần thảo trên những trang viết không chỉ khắc họa vẻ đẹp sông Đà hùng vĩ, mà còn thể hiện một Đà Giang với cái thơ mộng và trữ tình trong Thiên Tùy Bút Người Lái Đò Sông Đà. Vẻ đẹp thơ mộng trữ tình ấy được thể hiện qua trích đoạn, trích cái phần trích đoạn đó ra nhá. Thế xong rồi mình sẽ bắt đầu nêu ra cái yêu cầu phụ. Cũng từ vẻ đẹp sông Đà trong đoạn trích, ta một lần nữa thấy rõ tình cảm tha thiết mà Nguyễn Tuân dành cho quê hương, đất nước. Các bạn ơi, thì đó là một cái phần mở bài mà chúng mình có thể đi từ hình ảnh những con sông trong thi ca, hình ảnh những con sông trong văn học. Đây là một cái dạng mở bài đi từ đề tài ạ. Và các em hoàn toàn có thể áp dụng cái dạng mở bài này cho rất nhiều những cái tác phẩm khác nhau, những cái vấn đề văn học khác nhau. Chủ động chúng mình nhá. Ok không? Được không? Được không? Rồi, bây giờ thì chúng mình sẽ có phần tiếp theo. Đó là chúng ta có phần luận điểm số 1, tác giả tác phẩm. U là trời, tự nhiên nhiều bạn nhắn tin về khóa học 10 ngày thế. Chị nhắc lại một lần nữa nha, khóa học này học được 4 buổi rồi ạ. Chúng mình còn một cái hành trình 8 buổi ở phía trước. Và hiện tại thì các bạn ấy đã đang tổng ôn tất cả những cái phần kiến thức trước khi thi rồi. Nên nếu như những bạn nào thực sự mà vẫn muốn tham gia thì có thể chủ động nhắn tin về cho admin fanpage Học Văn Chị Hiên giúp chị nhé. Ok không ạ? Rồi, ngắn gọn thế thôi. Bây giờ chúng mình sẽ cùng với đến với cái phần luận điểm số 01 như sau ạ. Người Lái Đò Sông Đà là bài tùy bút được in trong tập Sông Đà, hoàn thành vào năm 1960 của người phu chữ Nguyễn Tuân. Sông Đà là thành quả nghệ thuật đẹp đẽ mà Nguyễn Tuân đã thu hoạch được trong hành trình gian khổ đến với Tây Bắc rộng lớn xa xôi, để thỏa mãn cái thú tìm đến với những miền đất lạ cho thỏa niềm khao khát xê dịch, và chủ yếu là để tìm kiếm chất vàng của thiên nhiên cùng thứ vàng 10 đã qua thử lửa ở tâm hồn của những con người lao động và chiến đấu trên miền núi sông hùng vĩ thơ mộng đó. Vì thế, Sông Đà nói chung và Thiên Tùy Bút Người Lái Đò Sông Đà nói riêng cho ta nhận ra diện mạo của một nhà văn Nguyễn Tuân mới mẻ, say mê sau cách mạng, khao khát được hòa nhập với cuộc đời đất nước, không giống với Nguyễn Tuân của trước cách mạng tháng 8. Con người chỉ muốn xê dịch cho khuây khỏa cái cảm giác thiếu quê hương. Người Lái Đò Sông Đà tiêu biểu cho phong cách nghệ thuật độc đáo của Nguyễn Tuân, uyên bác, tài hoa, không quản nhọc nhằn để cố gắng khai thác kho cảm giác và liên tưởng phong phú bộn bề nhằm tìm cho ra những nghĩa xác đáng nhất, có khả năng làm lay động nhiều người đọc nhất. Phần trích đoạn nằm ở phần miêu tả vẻ đẹp trữ tình của dòng sông Đà, được nhìn nhận qua nhiều góc độ, từ đó mang đến cho bạn đọc những khám phá mới mẻ về con sông này. Chúng mình ơi nhớ nha, bên cạnh cái việc là chúng ta nêu ra hoàn cảnh sáng tác này, nêu ra một số những cái thông tin về Nguyễn Tuân mà các bạn ấn tượng này, thì các bạn cũng đừng quên là các bạn phải nêu ra được vị trí của cái trích đoạn mà các bạn chuẩn bị phân tích nhá. Ok không ạ? Hãy chú ý giúp chị là chúng mình cũng nên chủ động nêu ra những cái phần liên quan tới, gọi là gì ạ? Liên quan tới cái trích đoạn, vị trí của trích đoạn. Ok chưa nào? Chú ý giúp chị nhá. Rồi, bây giờ chúng mình sẽ đến với cái phần luận điểm số 2, bắt đầu tiến hành phân tích. Và chị nhắc lại một lần nữa cho những bạn nào vào sau, cái phân đoạn mà chị em mình đang cùng với nhau đi tìm hiểu ngày hôm nay, đó là cái phân đoạn nói về vẻ đẹp của dòng sông Đà, vẻ đẹp thơ mộng trữ tình được nhìn trên góc độ Nguyễn Tuân nhìn từ trên cao xuống, và được thể hiện qua hai cái ý chính. Một, đó là so sánh với hình ảnh áng tóc trữ tình, và thứ hai là hình ảnh sắc nước sông Đà thay đổi qua các mùa trong năm. Thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhé. Rồi, bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau đến với phần phân tích ạ. Bautovsky từng quan niệm, văn học với tôi là hiện tượng đẹp đẽ nhất trên đời. Và Nguyễn Tuân, khi đứng trước hiện tượng nghệ thuật đẹp đẽ vô cùng ấy,
đã không thể ngăn nổi lòng mình mà viết về dòng sông, một dòng sông biểu tượng cho mảnh đất Tây Bắc. Người nghệ sĩ đã đi đến tận cùng để tìm hiểu và đưa vào trang văn của mình những thông tin chính xác về dòng sông Đà. Con sông khai sinh ở huyện Cảnh Đông, tỉnh Vân Nam của Trung Quốc lấy tên gọi ban đầu là Ly Tiên. Khi đi qua một vùng núi ác xin nhập quốc tịch Việt Nam, chan hòa mãi đến vượt qua một vùng núi ác và xin nhập quốc tịch Việt Nam, trưởng thành mãi đến ngã ba Trung Hà thì chan hòa vào dòng sông Hồng. Bên cạnh đó, con sông này cũng mang trong mình một đặc điểm vô cùng riêng biệt được thể hiện qua lời đề từ Chúng thủy sai đông tàu, đà sang độc bắc lưu. Có nghĩa là mọi con sông đều chảy theo hướng đông, duy chỉ có sông Đà là đổ theo hướng bắc. Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với sự độc đáo của nhà văn Nguyễn Tuân. Và chính điều đó đã cho chúng ta thấy được sông Đà với Nguyễn Tuân chính là hành trình của độc đáo, tìm độc đáo. Được không ạ? Các bạn ơi, thì đó, đấy là cái phần mà chúng ta khái quát trước tiên, một cái phần ngắn ngắn thôi. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau tiếp tục phân tích nhé. Cái phần trích đoạn đó, trong trích đoạn được đề cập, Nguyễn Tuân dường như đang vẽ ra trước mặt bạn đọc hình ảnh của một dòng sông hiền hòa thơ mộng. Không có vẻ gì là hung bạo dữ dội như trước, mới chỉ vài giây phút đây thôi. Người nghệ sĩ ấy còn dọc theo những con sóng, những gió, những thác. Thì bây giờ, Nguyễn Tuân đã đổi cho mình một vị trí quan sát sông Đà mới lạ hơn. Ngồi trên tàu bay và nhìn xuống. Tư thế và tầm mắt của Nguyễn Tuân là điều kiện thuận lợi để thâu tóm toàn cảnh sông Đà. Với cảm xúc ngỡ ngàng và say đắm trước sự đổi thay hoàn toàn của những con sông. Nếu ở thượng nguồn, sông Đà là kẻ thù số một của con người, thì khi xuôi chảy về hạ lưu, lòng sông như được mở rộng ra, con thác không còn nữa, dòng nước trôi êm đềm, hiền hòa và đôi bờ cỏ cây tươi tốt, sông Đà lại hiện lên vô cùng lãng mạn, thơ mộng và trữ tình. Nguyễn Tuân đã ngắm nhìn, miêu tả và khai thác vẻ đẹp của con sông từ cả kích, từ chiều kích không gian, thời gian, bằng tâm thế của một người khám phá, đồng thời cũng là tâm thế của một cố nhân tìm về một người bạn cũ. Một tao nhân đi tìm kiếm những điều đẹp đẽ trong phong cảnh đất nước quê hương. Một người khao khát tình yêu, tìm đến với người tình chưa quen biết. Và bấy giờ, hình dáng của sông Đà được ví như một sợi dây thừng ngoằn ngoèo. Sự ngạc nhiên của Nguyễn Tuân được thể hiện rõ khi ông không ngờ rằng con sông đời đời kiếp kiếp làm mình làm mẩy với con người Tây Bắc bây giờ chỉ lại thu bé nằm ngay dưới chân mình. Nguyễn Tuân liên tưởng tới bản đồ, cho rằng những ai quen đọc bản đồ sẽ cảm thấy quen hơn với từng nét sông tãi ra lờ lờ bóng mây dưới chân mình. Góc nhìn mới ấy đã cho Nguyễn Tuân những cảm giác mới lạ và liên tưởng độc đáo đầy thú vị. Đây là ý đầu tiên của cái đoạn trích ạ. Tức là khi mà chúng mình phân tích đoạn trích nhá, thì chúng mình nên chủ động chia ra thành các ý các em ạ. Thì khi mà các bạn chia ra thành các ý như thế thì các bạn sẽ rất là dễ dàng để phân tích ạ. Thì hãy chú ý giúp cho chị là như vậy. Tức là chúng mình sẽ vừa không bị sót, mà bài viết của chúng mình sẽ đầy đủ chỉn chu. Cứ phân tích ý một trước, ý tiếp theo, thì nó sẽ rất là đầy đủ và chỉn chu luôn các bạn ạ. Đấy, thì các em chú ý giúp cho chị là như thế nhá. Bây giờ chúng mình có phần phân tích về áng tóc trữ tình như sau. Cũng từ độ cao ấy khi nhìn xuống, thu vào tầm mắt của người nghệ sĩ bây giờ là hình ảnh của con sông Đà tuôn dài như một áng tóc trữ tình, đầu tóc chân tóc ẩn hiện trong mây trời Tây Bắc, bùng nở hoa ban hoa gạo tháng 2 và cuồn cuộn mù khói núi mèo đốt nương xuân. Đây tiếp tục là một liên tưởng so sánh hết sức thú vị và độc đáo, chỉ có thể nhìn thấy trên những trang viết của Nguyễn Tuân. Tác giả đã so sánh dáng hình của con sông với hình ảnh áng tóc trữ tình, đã cho ta hình dung ra một dòng sông mềm mại uốn lượn qua các dãy núi, triền đồi, các gành thác để làm cho mình trở nên dịu dàng và nữ tình. Nếu ví mảnh đất Tây Bắc là một người thiếu nữ đang ở độ tuổi xuân thì dòng sông Đà chính là áng tóc mềm mại trẻ trung thanh xuân của người con gái ấy. Một hình ảnh so sánh khiến cho chúng ta đôi chút ngơ ngẩn vì vẻ đẹp của dòng sông đất nước. Và tất cả những điều đó đã được triển khai từ ý tưởng kết nối rất độc đáo của nhà văn, là gắn vẻ đẹp của dòng sông vô tri với vẻ đẹp của con người. Nếu như trước đây, trong thơ ca trung đại,
ta chỉ thấy thiên nhiên trở thành vẻ đẹp chuẩn mực cho con người. Ví dụ như Nguyễn Du, khi miêu tả về vẻ đẹp của chị em Thúy Kiều thì đã từng viết: hoa cười ngọc thốt đoan trang, mây thua nước tóc tuyết nhường màu da. Hay làn thu thủy nét xuân sơn, hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh. Thì đến với Nguyễn Tuân, ông lại có một liên tưởng so sánh vô cùng độc đáo khi lấy vẻ đẹp của con người để gán cho vẻ đẹp của dòng sông. Ông đã kéo thiên nhiên lại gần hơn với con người, khiến cho người đọc chưa cần đến với sông Đà cũng có thể hình dung ra được vẻ đẹp trẻ trung thanh xuân của dòng sông Tây Bắc ấy. Thêm vào đó, cách ghép các từ ngữ, sắp xếp các từ ngữ của Nguyễn Tuân cũng rất độc đáo. Chữ áng đi với chữ tóc, chữ tóc đi với chữ tình. Để rồi vốn dĩ áng là chữ thường dùng để nói, là từ thường dùng để nói về những tác phẩm nghệ thuật mang cái vẻ đẹp cổ điển mẫu mực như áng thơ, áng văn, thì với cách kết hợp từ ngữ ấy đã gợi lên trong người đọc nhìn nhận về vẻ đẹp của con sông này, không chỉ ở sự tươi tắn, thanh xuân, mà còn là một dòng sông mang vẻ đẹp cổ điển, mẫu mực. Dáng hình của sông Đà cũng chính là kiệt tác nghệ thuật, được bà mẹ thiên nhiên đất nước, được bà mẹ thiên nhiên đất nước, khiến được tạo nên từ bà mẹ thiên nhiên đất nước, không chỉ khiến cho Nguyễn Tuân, mà đã biết có bao nhiêu con người cũng xuyến sao say đắm. Một câu văn thật dài, thật đẹp đã được nhà văn viết nên, điệp từ tuôn dài, khiến cho người đọc hình dung ra trước mặt mình bây giờ dường như đang là một suối tóc miên man chảy trôi giữa thiên nhiên đất trời Tây Bắc. Không nhìn thấy điểm dừng, chỉ với một câu văn duy nhất, với so sánh liên tưởng kết hợp với việc dùng từ ngữ tinh tế. Giờ thì bạn đọc đã hiểu hơn về phát biểu của Nguyễn Tuân rằng: ở đâu có lao động thì ở đó có sáng tạo ra ngôn ngữ. Nhà văn không chỉ học tập ngôn ngữ của nhân dân, mà còn là người phát triển ra ngôn ngữ, sáng tạo. Không nên ăn bám vào người khác. Giàu ngôn ngữ thì văn sẽ hay. Cũng cùng với một vốn ngôn ngữ ấy, nhưng sử dụng có sáng tạo, thì văn sẽ có bề thế kích thước. Có vốn mà không biết sử dụng thì chỉ như nhà giàu giữ của, dùng chữ như đánh cờ tướng, chữ nào để chỗ nào phải đúng vị trí của nó. Văn phải linh hoạt, văn không linh hoạt gọi là văn cứng đơ thấp khớp. Sông Đà bây giờ trong câu văn của Nguyễn, trong trang văn của Nguyễn Tuân, được nhìn ngắm trong không gian rộng lớn của mây trời Tây Bắc. Dòng sông ẩn hiện gợi ra vẻ đẹp kỳ ảo, vừa thực lại vừa như mơ. Mây trời Tây Bắc bồng bềnh lững lờ trôi giữa không gian cao rộng, khiến cho dòng chảy ấy khi hòa quyện vào, khiến cho khung cảnh càng trở nên huyền ảo và lãng mạn. Trong bức tranh có những gam màu của trời xanh mây trắng sông dài ấy, sự xuất hiện của những bông hoa gạo mang sắc đỏ, hoa ban mang sắc trắng tinh khôi, đang điểm tô cho vẻ đẹp quyến rũ của mái tóc sông Đà. Giống như kiểu là gài hoa lên tóc ấy em. Sông Đà là một suối tóc, thì hoa ban hoa gạo rồi mây trời dường như giống như là những cái phụ kiện đó, để mình gắn lên cái mái tóc của mình á. Em tưởng tượng ra là như thế á. Và Tây Bắc được ví như một nàng công chúa có mái tóc mây dài, đẹp, mềm mại, thì mái tóc ấy chính là sông Đà. Thế thì bây giờ lại điểm thêm cả màu trắng tinh khôi của hoa ban, rồi thì màu đỏ của hoa gạo nữa. Đấy, giống như kiểu cài thêm vào mái tóc, trang trí thêm cho cái mái tóc ấy, và nhìn một cái khung cảnh tuyệt đẹp vô cùng. Được không ạ? Rồi còn trong bức tranh có những gam màu của trời xanh mây trắng sông dài, sự xuất hiện của những bông hoa gạo mang sắc đỏ, hoa ban mang sắc trắng tinh khôi, càng tô điểm cho vẻ đẹp quyến rũ của mái tóc sông Đà. Rồi còn khói bay trong thời điểm nhân dân lao động đốt nương xuân, cả vẻ đẹp dung dị đời thường ấy cũng được Nguyễn Tuân khéo léo lồng vào thêm. Con sông Đà cũng vì thế mà vừa mang một vẻ đẹp dịu dàng thơ mộng, vừa cổ điển đường thi, vừa kỳ diệu huyền ảo, lại vẫn bình dị đời thường. Một câu văn dài, ngắt nhịp linh hoạt, đủ để người đọc cảm nhận về một vẻ đẹp, cũng phải dùng nhiều thời gian để ngẫm, để liên tưởng, để rồi bất ngờ trước vẻ đẹp của con sông Tây Bắc này. Xong ý thứ hai nha. Ý thứ nhất là sợi dây thừng ngoằn ngoèo, ý thứ hai là áng tóc chữ tình, ý thứ ba là sắc nước sông Đà này, như sau. Nguyễn Tuân đã dùng thứ tâm trạng của một người khao khát tình yêu tìm về với dòng sông yêu dấu. Ông say sưa xuyên qua đám mây nhìn xuống dòng nước,
Tất cả những điều ấy đều thể hiện thái độ trân trọng, nỗ lực ngắm nhìn, quan sát vẻ đẹp của dòng sông Đà khi nhìn, khi ngồi trên tàu bay. Nguyễn Tuân không chỉ một lần làm việc ấy. Ông đã nhiều lần bay trên sông Đà để có thể ngắm nhìn dòng sông qua làn mây mùa xuân, đám mây mùa thu và phát hiện ra được vẻ đẹp của nước sông Đà qua mỗi mùa. Mùa xuân tới, mùa của sức sống. Nước sông Đà mang xanh ngọc bích là sắc xanh trong, xanh mang ánh sáng, sắc màu phản chiếu mây trời, một gam màu dịu dàng bình lặng của dòng sông vào mùa xuân. Để thấy rõ hơn về sắc nước sông Đà mùa xuân, tác giả đã so sánh màu nước sông Đà với màu nước của sông Gâm, của sông Lô, đó là màu xanh đục lờ lờ canh hiền. Một dòng là xanh đục, một dòng là xanh sáng, xanh trong. Quả thực người nghệ sĩ ấy đã có quan sát rất tinh tế để đưa vào trang văn của mình những so sánh nổi bật và chính xác. Khi mùa thu tới, nước sông Đà chuyển từ xanh sang đỏ, báo hiệu mùa lũ dữ dội đang về. Dòng nước sông Đà mang phù sa từ thượng nguồn về với hạ nguồn. Nguyễn Tuân đã quan sát dòng sông bằng cả niềm say mê kiên trì trong những khoảng thời gian khác nhau, đồng thời từ đó cung cấp được những đặc điểm riêng của con sông này. Sông Đà mùa thu của Nguyễn Tuân diễn tả trong một liên tưởng độc đáo. Nước sông Đà lừ lừ chín đỏ như da mặt của một người bầm đi vì rượu bữa. Mỗi sinh thể vô tri, một sinh thể vô tri, nay lại xuất hiện trong những cảm xúc thay đổi từ dịu dàng bình yên trong làn mây mùa xuân để chuyển sang giận dữ lầm lì của mùa thu. Nhìn nhận con sông dưới góc độ tinh tế như vậy, có lẽ chỉ có Nguyễn Tuân mới làm được mà thôi. Nguyễn Tuân dùng từ hay lắm, chỉ một từ lừ lừ, vừa vẽ ra trước mắt người đọc dòng chảy chậm chạp nặng nề của con sông, vừa thể hiện tính cách khó chịu cáu kỉnh lầm lì của con người. Cũng với cách dùng từ ngữ miêu tả ấy, dòng sông Đà, từ một con sông vô tri, nay trở thành một sinh thể có linh hồn, có tính cách và in đậm trong tâm trí của bạn đọc. Phần tiếp theo ý số 4 nhé, nói về đó chính là cái việc mà bọn Pháp nó đã đè ngửa con sông Đà ra và nó đặt cho con sông này là sông Đen, một cái tên rất là lếu láo, được không ạ? Thì mình sẽ có phần đấy như sau. Khi nói về sông Đà, Nguyễn Tuân đã gay gắt phản đối việc thực dân Pháp gọi tên dòng sông này là sông Đen. Câu phủ định được người nghệ sĩ đặt lên trang văn giống như một sự khẳng định cho việc chắc chắn chưa hề bao giờ dòng sông này đen cả. Thực dân Pháp đã đè ngửa con sông ta ra mà đổ mực Tây vào gọi bằng một cái tên Tây láo lếu, rồi cứ thế mà viết vào bản đồ lai chữ. Điều đó khiến cho một người yêu dòng sông Đà như Nguyễn Tuân cảm thấy rất bất mãn. Nguyễn Tuân đã thẳng thắn thể hiện thái độ không đồng tình của mình khi Pháp gọi con sông bằng một cái tên thiếu tính thẩm mỹ. Và chính câu văn ấy đã cho ta thấy rõ hơn về tính cách của Nguyễn Tuân, một người nghệ sĩ tôn thờ cái đẹp, thậm chí là chiến đấu vì cái đẹp. Và ngay cách gọi tên dòng sông mà ông yêu mến, nếu có gọi thì cũng phải gọi cho đúng tên. Giải quyết yêu cầu phụ nha, đấy là phần phân tích. Đơn giản không? Tự nhiên thấy nó đơn giản hơn bao nhiêu chúng mình nhở? Phải không ạ? Tự nhiên thấy nó đơn giản vô cùng. Đây, chúng mình có phần tiếp theo này. Đoạn trích miêu tả vẻ đẹp thơ mộng trữ tình của con sông Đà từ góc độ nhìn trên cao xuống đã thêm một lần nữa cho ta thấy rõ tình cảm đối với quê hương đất nước của Nguyễn Tuân. Đó là một thứ tình cảm tha thiết trìu mến sâu nặng. Nó được thể hiện rất rõ qua góc nhìn tài hoa tinh tế khi cảm nhận về hình dáng và sắc nước con sông. Đồng thời cũng là sự trân trọng mến yêu nâng niu mà nhà văn Nguyễn Tuân dành cho con sông vùng Tây Bắc. Nguyễn Tuân vẫn luôn là như vậy, một người nghệ sĩ yêu tha thiết quê hương đất nước với những cảnh sắc thiên nhiên tuyệt mỹ. Ông đã dùng tình yêu ấy để đi, để viết và để lại cho thế hệ bạn đọc những phong cảnh ấn tượng, trong đó có sông Đà. Sau khi trải qua giai đoạn trước cách mạng yêu nước nhưng bất mãn với thời cuộc, chỉ biết tìm về với những vẻ đẹp của một thời vang bỏng, Nguyễn Tuân sau cách mạng vẫn là người nghệ sĩ yêu dân tộc thiết tha, vẫn là người nghệ sĩ tôn thờ cái đẹp. Thế nhưng đã có cơ hội để thể hiện nó một cách rõ nét cởi mở. Ông tìm thấy và thể hiện lòng yêu ấy của chính mình trong những trang viết miêu tả cảnh sắc quê hương đất nước vẫn ngời trói sự tinh tế trong cây viết, trong cách viết của cây bút tài hoa. Được không ạ? Sau đó thì chúng ta sẽ khái quát về giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật. Và cuối cùng kết bài nhé. Phần khái quát về giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật các bạn sẽ tự làm nha. Chúng mình sẽ kết bài. Tôi vẫn còn ấn tượng với câu nói của Lev Tolstoy. Khi một nhà văn mới xuất hiện, câu đầu tiên mà tôi hỏi anh ta là:
anh đã mang được điều gì mới cho văn học? Nguyễn Tuân không phải là một nhà văn mới, nhưng những đóng góp của ông cho nền văn học cách mạng còn non trẻ là những đóng góp của một người mở đường. Ông đã đặt niềm sáng cho một dòng tùy bút mà sau này sẽ tuôn chảy bất tận, dòng tùy bút mà cảm hứng trữ tình chủ yếu là ngợi ca đất nước và con người Việt Nam. Và chính ông với sông Đà đã chứng minh rằng có một vẻ đẹp nằm ở chính cảnh sắc thiên nhiên giản dị nơi đất nước mình, nơi những con người chân chất đời thường say mê lao động, và dòng chảy mà Nguyễn Tuân đã gửi trao đến người đọc trong hành trình ngược lên Tây Bắc của mình sẽ luôn, đã và đang là dòng chảy bất tận tin yêu trong trái tim của mỗi người yêu văn chương. Bất chợt, tôi lại nhớ tới những tiếng thơ thân thuộc. Ôi những dòng sông mắt nước từ đâu, mà khi về đến đất nước mình thì bắt lên câu hát. Người đến hát khi chèo đò kéo thuyền vượt thác, gợi trăm màu trên trăm dáng sông xuôi. Các bạn thân mến, thì đây là cái bài văn tham khảo mà ngày hôm nay chị muốn gửi gắm đến chúng mình. Chị hy vọng rằng là với cái bài văn tham khảo này thì các em cũng đã có thêm những cái ý tưởng để có thể viết được một cái bài tham khảo về hình tượng dòng sông Đà trong tùy bút người lái đò sông Đà. Thật là hay các bạn nhé. Chị cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi phần phát trực tiếp này và xin được hẹn gặp lại chúng mình ở trong những phần phát trực tiếp tiếp theo nha. Chúc các bạn sẽ ngủ thật là ngon để ngày mai lại bắt đầu một tuần mới học tập thật là hiệu quả, nhiều năng lượng chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!